con nay quy y đức phật a di đà vô lượng thọ vô lượng quan như lai nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tính tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước cực lạc thanh tịnh trang nghiêm con nay quy y pháp môn tịnh độ tính nguyện trì danh cầu sanh cực lạc nguyện cho hết hết chúng sanh đều được họ trì tu tập phương tiện thành phật tối thắng này con nay quy y đức quan thế âm bồ tát đức đại thế chí bồ tát và thanh tịnh đại hải chúng bồ tát nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát bồ đề tâm sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng chống thành A-di-đà-kinh sớ sao diễn nghĩa Chủ giảng Lão Pháp Sư Thích Tịnh Không Chuyển ngữ Bửu quan Tự Đệ Tử Như Hòa Giảo Duyệt Minh Tiến Huệ Trang và Đức Phong Tập 251 Xin xem A-di-đà-kinh sớ sao diễn nghĩa hội bản trang 492 Sao? Diệt vô nhũ dưỡng giả Minh tự nhiên tăng trưởng Phi như Bắc Châu Do đại chỉ đoan xuất nhũ nhi di dưỡng giả Sao? Cũng chẳng có bú mớm nuôi nấng Nói rõ trong cõi cực lạc tăng trưởng tự nhiên. Chẳng như bắt cô lô châu, còn phải đợi đầu ngón tay tiết ra sữa nuôi dưỡng. Đây là nói rõ sanh về Tây Phương cực lạc thế giới. Ở bên ấy là hóa sanh trong hoa sen, quả báo hết sức thù thắng. Trong thế giới này, Đức Phật nói có bốn đại bộ châu. Bắc châu có phước báo lớn nhất. Ở đây nêu thí dụ để thuyết minh Phước báo của người trong Bắc Câu Lô Châu Tuyệt đối chẳng thể sánh bằng phước báo trong thế giới Tây Phương Sớ Kỳ giảng sanh giả Diêu thượng nhất tâm bất loạn Tác tam cử nhân Cánh tế phân chi Diệt ưng vô lượng sao tam cử giả đại bổn tam bối quán kinh cử phẩm giả sớ người giảng sanh do nhất tâm bất loạn như đã nói trong phần trên mà chia thành ba hoặc chín cá nhân nếu chia tỉ mỉ cũng phải là vô lượng sao Ba chính ba bậc trong kinh Đại Bổn, chính phẩm trong Quán Kinh. Ba chính chính là tam bối ba bậc được nói trong kinh vô lượng thọ. Quán Kinh nói là chính phẩm ba bậc hoặc chính phẩm đều là phân chia đại lược trên thực tế giảng sanh thế giới tây phương cho trình độ của mỗi người khác nhau sai biệt hết sức to lớn sao dĩ nhất tâm phân xử lý xử lý diệt phục các phân thắng liệt hậu đắc giảng sanh như kỳ bổn nhân nhi di phẩm dị giả Sao? Do nhất tâm được chia thành sự và lý Sự và lý nhất tâm Cũng đều chia thành thù thắng và kém cỏi Cho nên Sau khi được giảng sanh Cũng tùy thuộc cái nhân ấy Mà chia thành phẩm vị khác biệt Đây là nói đại lược nguyên do của phẩm vị trên thực tế chuyện phẩm vị xác thực là có nhưng xét theo cái tâm của người trong thế giới tây phương thì thưa cùng chư vị xác thực là chẳng có vì sao người ta tâm địa thanh tịnh trước nay chưa từng nghĩ ta là thượng phẩm hay trung phẩm chẳng có ý niệm ấy nếu có ý niệm ấy người ấy đã xen tạp tâm chẳng thanh tịnh do vậy người trong thế giới tây phương xác thực là chẳng có quan niệm này hà hạ, hạ phẩm giảng sanh cũng chẳng có ý niệm ấy mà thượng thượng phẩm giảng sanh cũng chẳng có ý niệm ấy thế giới tây phương là một thế giới bình đẳng thật ra là có nhưng họ chẳng khởi ý niệm ấy xét theo mức độ thì thật sự có giống như học trò đi học chúng ta mở một khóa giảng về phật học người tham dự khóa giảng ấy có kẻ trình độ tiểu học có người trình độ trung học có kẻ trình độ đại học có người thuộc trình độ nghiên cứu sinh nhưng trong khóa giảng ấy mọi người quên khuấy các cấp độ trong nhà trường cùng nhau học phật ở nơi đây thế giới tây phương có tình hình giống như vậy nhất định phải biết điều này do trình độ bất đồng cho nên đến thế giới tây phương tu hành thành phật có sớm hay muộn khác nhau Có người đến đó chẳng bao lâu đã thành Phật Có kẻ phải mất một thời gian rất dài mới có thể thành Phật Từ chỗ này chứng tỏ thật sự là có trình độ khác nhau Từ chỗ thành Phật sớm hay muộn mà chia rõ ràng thành ba bậc hoặc chính phẩm nếu chẳng nhìn từ chỗ này thế giới tây phương xác thực là bình đẳng nhất tâm phân sự lý nhất tâm chia thành sự và lý cũng là chia đại lược nếu chia tỉ mỉ chẳng hạn như đối với lý nhất tâm bất loạn bậc sơ trụ trong duyên giáo phá một phẩm vô minh chứng một phần phát thân đó là lý nhất tâm đấy là người thuộc về lý nhất tâm ở mức độ nông cạn đẳng giác bồ tát vẫn là lý nhất tâm nhưng là lý nhất tâm cao nhất thập trụ bồ tát thập hạnh bồ tát thập hồi hướng bồ tát thập địa Bồ Tát, đẳng giác Bồ Tát. Có thể thấy là trong lý nhất tâm bất loạn chia thành 41 đẳng cấp. Đó là thù thắng và kém cỏi khác nhau. Sự nhất tâm đương nhiên cũng chẳng phải là ngoại lệ. Sự nhất tâm khởi đầu từ phá kiến hoặc mãi cho đến khi đoạn tư hoặc dùng quả vị tiểu thừa để tỷ dụ thì tứ quả tứ hướng cũng có tám tầng cấp bất đồng chúng ta niệm phật rốt ráo có thể niệm đến trình độ gì nói thật thà chúng ta chẳng đạt được sơ quả sơ quả hướng thì được phương hướng rất chánh xác hướng tới sơ quả nhưng vẫn chưa đạt đến công phu của chúng ta bất quá chỉ như thế mà thôi chúng ta thường nói sơ quả hướng là công phu thành phiến chưa chứng đắc sơ quả công phu thành phiến là người đắc sự nhất tâm ở mức độ nông cạn sự nhất tâm sâu chính là tứ quả la hán kiến tư phiền não thảy đều đoạn hết đấy là sự thù thắng hay kém cỏi bất đồng xét theo sự nhất tâm giảng sanh tây phương cực lạc thế giới nhất định là căn cứ trên thành tích tu hành mà có phẩm vị sai biệt ba bậc chính phẩm là do chính đức phật nói ở bên ấy cõi cực lạc thực sự có nhưng ở bên ấy chẳng nói tới vì mọi người chẳng có khái niệm ấy trong cõi này do con người tâm phân biệt nặng nề tâm chấp trước nặng nề vì thế khái niệm ba bậc chính phẩm hết sức mạnh mẽ. Sao tam bối giả như đại bổn? Sao ba bậc là như đại bổn? Đại bổn là kinh vô lượng thọ. Sao vị thượng bối giả phát Bồ đề tâm chuyên niệm A Di Đà Phật tu chư công đức nguyện sanh Bỉ quốc. Sao có nói bậc thượng là phát Bồ đề tâm chuyên niệm A Di Đà Phật tu các công đức nguyện sanh về cõi ấy. Đoạn này nói tới cái nhân giảng sanh của thượng bối trong chú giải quán kinh thiện đạo đại sư đã đặc biệt nói rõ ràng do vì chính phẩm ba phẩm thượng là thượng bối của kinh đại bổn ba phẩm trung là trung bối trong đại bổn ba phẩm hạ là hạ bối của kinh đại bổn chúng ta phải ghi nhớ khai thị của thiện đạo đại sư thiện đạo đại sư bảo ba phẩm thượng vãng sanh là phàm phu có đại tâm tức là nói chúng ta đều có phần chúng ta là phàm phu xét xem tâm lượng của chúng ta có lớn hay không nếu tâm lượng của chúng ta rất lớn chúng ta giảng sanh sẽ thuộc vào ba phẩm thượng Trung phẩm thượng sanh và trung phẩm trung sanh là trì giới Trung phẩm hạ sanh còn chưa phải là trì giới Tu thiện pháp thế gian Khi Lâm chung nghe pháp môn này Người ấy trọn chẳng phải là học Phật Nhưng là thiện nhân trong thế gian lâm chung gặp thiện tri thức chỉ dạy bèn phát nguyện giảng sanh người ấy có thể đạt đến trung phẩm hạ sanh ba phẩm hạ là phàm phu tạo tác tội nghiệp cũng có nghĩa là ba phẩm thượng là đại tâm phàm phu ba phẩm trung là phàm phu trì giới tu thiện ba phẩm hạ là phàm phu không điều ác nào chẳng làm chính phẩm xác thực là thích hợp khắp ba căn gồm thâu lợi căn lẫn độn căn đúng là độ hết thảy chúng sanh điều này rất chẳng thể nghĩ bàn cực lạc thù thắng thù thắng bậc nhất đặc biệt thù thắng Nói thật ra là do ba phẩm hạ Vì các pháp môn khác chẳng thể độ người thuộc ba phẩm hạ Họ quyết định đọa ác đạo Chúng sanh đáng phải đọa ác đạo mà còn có thể giảng sanh Những kẻ khác giảng sanh Há còn có vấn đề gì nữa ư? Dẫu là kẻ tạo ngũ nghịch, thập ác Trong một đời này quyết định sẽ đọa vào địa ngục A Tỳ. Người như vậy, nếu có thể thực sự sám hối, thực sự quay đầu niệm Phật, thì cũng có thể giảng sanh. Đó là chỗ thù thắng vượt trội của tịnh độ. Hết thảy các pháp môn khác đều chẳng thể sánh bằng. Đạo lý ở chỗ này. Do đó, chúng ta phải ghi nhớ lời thiện đạo đại sư sau đây đọc đoạn văn này sẽ chẳng có vấn đề gì theo đại bổn người giảng sanh thuộc thượng bối phát bồ đề tâm chuyên niệm a di đà phật bồ đề tâm chỉ đại tâm tâm lượng rộng lớn phật môn chúng ta thường nói là chúng sanh có căn tánh đại thừa phát bồ đề tâm thì bồ đề tâm là tâm giác ngộ chân thật tâm triệt để giác ngộ giác ngộ là gì thực sự hiểu rõ đời người khổ sở lục đạo khổ sở đó là đã thực sự giác ngộ nghe tới tây phương cực lạc thế giới bèn thực sự tin tưởng thực sự mong sanh về đó đó là giác ngộ triệt để bất luận nam nữ già trẻ cũng chẳng cần biết trình độ học thuật giáo dục của quý vị cao hay thấp đều không quan tâm tới chỉ cần quý vị biết tam giới lục đạo khổ sở tây phương cực lạc tốt đẹp ta thật sự mong đến đó thế là được rồi vì thế trong pháp bồ đề tâm bao gồm tinh sâu nguyện thiết căn bản là nhất tâm chuyên niệm a di đà phật vậy là được rồi tu chư công đức là nói tới tính nguyện trì danh trong quá khứ chúng ta chẳng hiểu trước nay chẳng hề làm như vậy khởi tâm động niệm ngôn ngữ tạo tác đều là tội nghiệp giống như kinh địa tạng bồ tát bổn nguyện đã nói chúng sanh trong diêm phù đề khởi tâm động niệm không gì chẳng phải là tội đều đang tạo tội nghiệp này chúng ta xoay chuyển tội nghiệp niệm A Di Đà Phật khởi tâm đồng niệm đều niệm A Di Đà Phật đấy là chúng ta uống nắng sửa đổi cái tâm ngôn ngữ lẫn hành trì đều xoay chuyển toàn bộ niệm niệm tiếp nối giống như phổ hiền Bồ Tát đã nói vô hữu bì quyện chẳng có chán nản mệt mỏi đó là tu các công đức thực sự hành nguyện sanh bỉ quốc nguyện sanh về cõi ấy có một nguyện vọng hết sức mạnh mẽ hy vọng sanh về tây phương cực lạc thế giới trong xã hội hiện tại trên toàn thể địa cầu quý vị ngẫm xem có nơi nào an toàn nơi nào có thể yên ổn chẳng có Trên thế giới này chẳng có chỗ an ổn Đó là do cộng nghiệp của chúng sanh trên toàn thế giới cảm dời Mấy năm gần đây nếu chưa vị lắng lòng quan sát Sẽ thấy chúng sanh tạo tội nghiệp Hiện thời có thể nói là chẳng kiên dè mảy may Hoàn toàn chẳng thể tiếp nhận nhân quả báo ứng Vì lòng ham muốn chi phối mà hành động còn thế nào được nữa? Xã hội này bất bình thường 180 độ. Chuyện này quá đáng sợ. Trong quá khứ, tuy có những chuyện trái nghịch lẽ thường, nhưng mức độ rất nhỏ. Thỉnh thoảng trông thấy một, hai chuyện. Còn hiện thời là phổ biến. Nói thật ra, hiện tượng này là điềm báo trước đại tai nạn chúng ta hãy tỉnh táo đôi chút chú tâm quan sát sẽ thấy điềm báo trước ấy chẳng phải là một chuyện tốt lành làm thế nào thì mới có thể may mắn tránh khỏi nhất định là phải thật thà niệm phật tu các công đức thì trong đại kiếp nạn chúng ta mới có thể bảo toàn cổ nhân có một câu nói cũ mềm Chúng ta sanh trong thế giới này nếu do ứng kiếp mà sanh sẽ khó trốn khỏi kiếp số. Nghĩa là quý vị sanh đến thế giới này là để gặp phải kiếp nạn. Nếu là ứng giận mà sanh thì nhất định có thể miễn trừ kiếp nạn ấy. Vì sao? Sau khi đã qua cơn kiếp nạn, thế giới này sẽ khôi phục trật tự bình thường. Quý vị vẫn phải trọn hết một phần tâm lực. Quý vị có trách nhiệm ấy, có nghĩa vụ ấy, nhất định sẽ có thể may mắn tránh khỏi kiếp nạn ấy. Chúng ta rốt cuộc có thể làm những chuyện gì? Tư tưởng, kiến giải, ngôn hành của chúng ta có thể nêu gương tốt cho xã hội. Đó là ứng giận mà đến nếu thuận theo sự nhiễu loạn mà gây rối ren thêm quý vị chính là ứng kiếp mà đến khi kiếp nạn xảy ra quý vị sẽ chẳng thể trốn thoát được nếu chúng ta muốn tránh khỏi kiếp nạn này nếu mong còn có thể giúp đỡ chúng sanh khổ nạn trong cơn kiếp nạn ấy còn có thể khôi phục trật tự tốt đẹp lần nữa Quý vị thực hiện ba câu sau đây là được rồi Tức là Phát Bồ Đề Tâm Chuyên niệm A-di-đà Phật Tu các công đức Công Trì giới là công Trì giới là dân giữ pháp tắc Người khác chẳng tuân thủ pháp tắc Ta tuân thủ pháp tắc Kẻ khác chẳng trì giới, ta trì giới. Quý vị cho nên thấy kẻ khác không làm, ta cũng không làm. Nếu vậy, quý vị là ứng kiếp mà đến, quyết định chẳng tránh khỏi kiếp nạn, phải thực sự hành. Dân giữ pháp tắc, dân giữ lễ, trì giới, đó là công. Cái quý vị đạt được là định để tu định thì người niệm phật chúng ta tu nhất tâm bất loạn tu định là công khai trí huệ là đức giới định huệ là từng tầng một nối tiếp nhau điều trước là tu công phu điều sau là kết quả của việc tu tập công phu ấy trì giới là công thiền định là đức thiền định là công trí huệ là đức quý vị tu công nhất định sẽ có thu hoạch đó gọi là tu chư công đức vì thế công rất nhiều đức cũng rất nhiều tu thiện đắc thiện quả tu thiện là công thiện quả là đức tạo ác nhất định đắc ác báo nhân duyên quả báo chẳng sai sót mảy may đặc biệt là trong thời đại tai nạn dồn dập này chúng ta phải nắm lấy cơ hội đoạn ác tu thiện tích lũy công đức bỏ lỡ cơ hội chúng ta mong tu tâm có thừa mà chẳng có sức tu chẳng được phải nắm lấy cơ hội phải có trí huệ cao độ trong phật pháp thường nói gieo phước điền quý vị có phải là thực sự gieo phước điền hay chăng quý vị phải nhận thức đâu là phước điền thực sự đâu là phước điền giả chất chính quý vị phải dùng trí huệ để phân biệt biện định. Đạo tràng của chúng ta tính chúng rất ít, phàm những đồng tu đến nghe kinh đều là tài lực rất hữu hạn. Thời đại này kỳ quái thay, đúng là những kẻ quyền cao chức trọng, lắm tiền nhiều của chẳng cần nghe kinh. Họ học Phật theo kiểu đối trước Phật thắp một nén hương, họ đã đạt được đại phú đại quý rồi chẳng giống như chúng ta chúng ta phải tích lũy công đức thì mới có được một chút quả báo nhỏ nhoi khác hẳn ở đây điều gì rốt cuộc là chân giả tà chánh chúng ta phải có năng lực phân biệt vì thế tu các công đức mà nếu chẳng có trí huệ thật sự chẳng có phước báo mong tu vẫn chẳng thể tu được Những gì đã tu tập đều sai trật Những phước đã gieo về sau đều trở thành phí công Đúng là đáng tiếc quá Nguyện sanh bỉ quốc Nguyện sanh về cõi ấy Đó là trí huệ rốt ráo viên mãn Vì sao? Đấy mới là thực sự giải quyết vấn đề nếu chẳng sanh về tây phương cực lạc thế giới hết thảy công đức do chúng ta đã tu đều biến thành phước báo hữu lậu hưởng phước trong lục đạo đó là chẳng rốt ráo chẳng viên mãn nhất định phải cầu sanh tây phương cực lạc thế giới đấy là nói đến chuyện tu nhân có nhân đương nhiên là có quả Quả báo là sao? Mạng dục chung thời Phật giữ thánh chúng hiện kỳ nhân tiền. Sao? Khi mạng sắp chấm dứt, Phật và thánh chúng hiện ra trước người ấy. Câu này nói tới lúc Lâm chung, Phật đến tiếp dẫn. Phật nhất định đến vì Phật đã từng phát nguyện ấy. Từ 48 nguyện, chúng ta thấy điều ấy. Hư không to dường ấy, nói ở Tây phương thì Tây phương cũng quá to. Rốt cuộc cõi nào là thế giới cực lạc? Chúng ta cũng chẳng hiểu rõ cho lắm. Quý vị hãy yên tâm, phàm là người niệm Phật cầu sanh Tây phương cực lạc thế giới, khi lâm chung a di đà phật sẽ tới dẫn chúng ta đi sau tiện ư thất bảo trì nội liên hoa hóa xanh sau liền hóa xanh trong hoa sen nơi ao bảy báu câu này nói đến chỗ xanh tới thế giới tây phương bèn hóa xanh trong hoa sen kinh đã nói rất rõ ràng nói rất rành rẽ nay chúng ta thực sự phát một niệm tâm cầu sanh tịnh độ trong ao bảy báo trước giảng đường của a di đà phật bèn trổ một đóa sen hoa sen ấy còn rất kỳ quái có tên chúng ta ghi trên đó tuyệt đối chẳng sai lầm ở đây chúng ta niệm phật rất siêng năng công phu niệm đắc lực hoa sen ấy càng tăng trưởng to hơn quang minh và màu sắc càng ngày càng đẹp đẽ khi chúng ta lâm chung a di đà phật cầm hoa ấy đến tiếp dẫn chúng ta quyết định chẳng sai lầm đấy là chuyện chân thật ngàn muôn phần đừng nghĩ đó là chuyện cổ tích dành cho trẻ con nghe nếu nghĩ như vậy quý vị sẽ lầm lỡ đại sự sao trụ bất thoái chuyển trí huệ dũng mãnh thần thông tự tại sao trụ bất thoái chuyển trí huệ dũng mãnh thần thông tự tại nói tới trạng huống khi đã sanh vào tây phương cực lạc thế giới Kinh nói rất cặn kẽ Bất thoái chuyển là ba món Bất thoái đều đồng thời đạt được Chẳng thể nghĩ bàn Hạ hạ phẩm giảng sanh Cũng là duyên chứng ba món bất thoái Ở đây phải đặc biệt chú ý duyên chứng Duyên là chứng đắc duyên mãn chẳng phải là chứng đắc đôi chút hoặc chứng đắc một phần. Người ấy thảy đều chứng đắc viên mãn vị bất thoái, hạnh bất thoái và niệm bất thoái. Viên chứng ba món bất thoái, nói thông thường phải là Bát Địa Bồ Tát thì mới thực sự viên chứng ba món bất thoái. Chúng ta là hạ hạ phẩm giảng sanh tức là đới nghiệp giảng sanh nhất tâm bất loạn chỉ bằng với một vị đắc sơ quả hướng còn chưa đắc sơ quả sanh về tây phương cực lạc thế giới chúng ta có thể thọ dụng giống như bát địa bồ tát điều này chẳng thể nghĩ bàn rốt cuộc là chuyện như thế nào đó là do bổn nguyện và oai thần của a di đà phật gia trì chứ cậy vào chính mình chắc chắn sẽ chẳng làm được. Dựa vào bổn nguyện của A Di Đà Phật gia trì, 48 nguyện sẽ khiến cho chúng ta tới Tây phương Cực Lạc bằng với bát địa Bồ Tát. Chúng ta đều có trí huệ, thần thông và năng lực của bát địa Bồ Tát. Đương nhiên là trong Tây phương Cực Lạc thế giới vẫn phải tu hành chẳng gián đoạn khi tu đến một thời gian kha khá bản năng năng lực có sẵn của chúng ta sẽ thấu lộ chẳng cần a di đà phật gia trì nữa trước khi bản năng của chúng ta thấu lộ bèn cậy vào phật lực gia trì do đó ngay lập tức được thọ dụng tình hình này ví như là đối với nhà cửa tráng lệ Quý vị chỉ cần đóng một chút tiền đặt cọc Liền mua được Bèn sống ở đó để hưởng thụ Sau đấy mỗi tháng trả góp Trả tới 30 năm bèn sạch nợ Biến thành nhà cửa của chính mình Trong Tây Phương cực lạc thế giới cũng giống như vậy Chúng ta vừa đến đó Bèn ngay lập tức có căn nhà tráng lệ ấy từ từ trả góp mỗi tháng đó là do được a di đà phật ban cho chờ chúng ta tu hành bên đó một khoảng thời gian chính mình chứng đắc lý nhất tâm bất loạn thực sự biến thành của chính mình sẽ thuộc về tự lực sức của chính mình chưa đạt được phật lực bèn gia trị chúng ta vì thế vừa đến nơi đó bàn hưởng thụ như Bát Địa Bồ Tát, thuộc về cảnh giới của Bát Địa, chẳng thể nghĩ bàn. Trụ bất thoái chuyển, viên chứng ba món bất thoái, trí huệ dũng mãnh, thần thông tự tại. Sao sở cư Thất Bảo cung vũ? Sao Chỗ ở là cung điện bảy báo Cung vũ là cung điện do bảy báo hợp thành Sao? Tại hư không trung Khứ Phật di cận Sao? Ở trong hư không rất gần với Phật Ở gần A-di-đà Phật giống như láng giềng Rất gần Cung điện trên không trung Đấy là quả báo hết sức thù thắng Có những cung điện ở trên mặt đất Nói thật ra Những nơi ấy chính là Thuận theo lòng mong muốn Thích ở trên không trung Cung điện ở ngay trên không trung Thích ở trên mặt đất Cung điện ở ngay trên mặt đất Thứ gì cũng đều vừa lòng xứng ý Người đông ngừng ấy Làm thế nào để ai nấy đều tiếp cận a di đà phật làm xóm giềng của a di đà phật trong thế giới tây phương ứng hóa thân của tam thánh vô lượng vô biên vì thế ai nấy mỗi ngày đều gặp mặt a di đà phật đều chẳng lìa khỏi tây phương tam thánh đức phật có thể phân thân vô lượng phân thân và chân thân của phật hoàn toàn giống hệt như nhau Quý vị thời thời khắc khắc chẳng lìa khỏi Phật Sao? Thị danh thượng bối sanh giả Phối tiền tắt sông đắc sự lý nhất tâm giả giả Sao? Đó gọi là người sanh trong bậc thượng Phối hợp với những điều đã nói trong phần trước thì là người đã cùng đắc sự nhất tâm và lý nhất tâm. Tương ứng với những điều đã nói trong phần trước, người này đồng thời tu được sự nhất tâm và lý nhất tâm. Đại kinh nói như vậy, đối chiếu với quán kinh để xem, ý nghĩa càng rõ rệt. Sao Trung Bối Giả bất năng đại tu công đức sao trung bối là chẳng thể tu công đức to lớn hoặc là người ấy có chướng duyên hoàn cảnh chẳng cho phép chẳng thể toàn tâm toàn lực tu công đức to tác sao nhi diệt phát bồ đề tâm chuyên niệm hồi hướng sao nhưng cũng phát Bồ đề tâm, chuyên niệm hồi hướng. Ở đây phải ghi nhớ, chẳng thể tu hạnh lớn lao thì cũng tu hạnh nhỏ. Ngàn muôn phần đừng nói, chẳng thể tu hạnh to lớn thì hạnh nhỏ cũng không tu. Như vậy là sai mất rồi. Vẫn là phải tận tâm tận lực tu tập. Bất quá người ấy nghiệp chướng rất nặng chẳng thể tu học xứng tâm dựa ý, cho nên kém hơn một bậc. Nhưng người ấy vẫn phát Bồ đề tâm y hệt, chuyên niệm A Di Đà Phật, hồi hướng cầu sanh Tây phương, gần như chẳng sai khác bậc thượng cho mấy, đều là tín nguyện trì danh. Sao mạng chung sanh bỉ? Sao Mạng chung sanh về cõi kia Mạng chung Phật cũng đến tiếp dẫn Sao Công đức trí huệ Thứ ư thượng bối Sao Công đức trí huệ Kém hơn bậc thượng Cũng giống hệt như vậy Người ấy có công đức Và trí huệ cũng đều là được Phật lực gia trì. Tuy hơi kém hơn bậc thượng đôi chút, nhưng nếu nói theo phương diện Phật lực gia trì thì chẳng kém bậc thượng. Giống như chúng ta đến ngân hàng dây tiền mua nhà, người bậc thượng công đức thù thắng hơn một chút, khoản nợ dây tiền mua nhà 10 năm đã trả xong. Bậc trung thu nhập kém hơn, ắt cần phải 20 năm mới có thể trả hết nợ bậc hạ phải mất 30 năm mới có thể trả xong nợ. Nhưng xét theo sự hưởng thụ chẳng có sai khác. Xét theo chuyện trả nợ thì có sai biệt. Tựa tựa như ý nghĩa này. Do vậy, phải hiểu thế giới Tây phương là một thế giới bình đẳng. Trong bình đẳng có sai biệt. Ba bậc chính phẩm là một pháp sai biệt như thế đó. Sao phối tiền tắc đắc sự hữu dư, đắc lý bất túc giả giả. Sao phối hợp với điều trên thì đạt được sự nhất tâm có dư, nhưng với lý nhất tâm thì chưa đạt đủ. Đối với sự nhất tâm, người ấy rất viên mãn. Nhưng lý nhất tâm vẫn chưa đủ. Đó là nói theo công phu tu hành. Chúng ta thường nói phẩm vị cao hay thấp là do công phu niệm Phật sâu hay cạn. Sao? Hạ bối sanh giả, bất năng tác chư công đức. Sao? Kẻ sanh trong bậc hạ chẳng thể làm các công đức hạ bối bậc hạ là nói tới ba phẩm hạ trong chín phẩm là chúng sanh tạo ác nghiệp do tạo nhiều ác nghiệp đương nhiên là chẳng có công đức vì thế nói là bức năng tác chư công đức chẳng thể làm các công đức người hạ phẩm giảng sanh quá nữa là trong khi lâm chung hoặc trước khi lâm chung chẳng bao lâu mới gặp gỡ thiện tri thức nghe tới phật pháp đây cũng chẳng phải là ngẫu nhiên mà cũng chẳng phải là may mắn vì sao khá nhiều người chúng ta khuyên họ họ đều chẳng tiếp nhận khi lâm chung khuyên họ họ vẫn lắc đầu vẫn chẳng tiếp nhận Kinh có nói Những người lúc lâm chung tiếp nhận pháp môn tịnh độ Là do thiện căn và phước đức đã tu tập Tích lũy trong vô lượng kiếp trước Vào lúc lâm chung mới chín mùi Gặp nhân duyên bèn có thể tin Có thể nguyện, có thể hành Ba điều kiện tính, nguyện, hành Người ấy đồng thời trọn đủ đương nhiên là giảng sanh do vậy người ấy chẳng phải là may mắn chẳng phải là ngẫu nhiên vì sao người ấy suốt đời tạo tác ác nghiệp do sanh trong thế gian này chẳng gặp thiện duyên kẻ ấy thuộc loại chúng sanh có căng tánh bất định đó gọi là gần son thì đỏ gần mực thì đen bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh sanh trong hoàn cảnh tốt đẹp, người ấy bèn học theo điều tốt. Sanh trong hoàn cảnh chẳng tốt đẹp, người ấy sẽ học theo thói xấu. Suốt một đời tạo tác tội nghiệp. May mắn là trong đời quá khứ thiện căn phước đức sâu dày, lâm chung gặp gỡ thiện tri thức, niệm Phật giảng sanh, như vậy chính là ba phẩm hạ. Sao? Nhi diệt phát bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm nãi chí thập niệm sao nhưng cũng phát bồ đề tâm một mực chuyên niệm cho đến mười niệm điều kiện giảng sanh của người ấy hoàn toàn giống như những người trước phát bồ đề tâm một mực chuyên niệm a di đà phật đấy chính là ba tư lương tính nguyện hạnh được nói trong kinh Di Đà. Ba điều kiện ấy, khi người ấy lâm chung, tuy thời gian rất ngắn, ba điều kiện ấy đều trọn đủ, giảng sanh như vậy đó. Nguyện thứ 18 trong 48 nguyện đã cho chúng ta biết, khi lâm chung, gặp thiện tri thức mà có thể tin, có thể nguyện thì mười niệm hay một niệm đều có thể giảng sanh Lâm chung niệm mười câu Phật hiệu đều có thể giảng sanh Sao? Sanh bỉ cung vũ duy tại ư địa Sao? Sanh trong cung điện ấy chỉ ở trên mặt đất Hạ hạ phẩm giảng sanh sống trong cung điện hoàn toàn giống như thượng phẩm và trung phẩm nhưng cung điện của thượng phẩm giảng sanh có thể bay lên cung điện của người giảng sanh trong ba phẩm hạ tuy hoa lệ y hệt nhưng chẳng thể bay lên được ở ngay trên mặt đất sai biệt một chút như vậy đó sao hữu thứ trung bối thị danh hạ bối sanh giả sao lại kém bậc trung gọi là người sanh trong bậc hạ. Trí huệ và đức năng kém hơn bậc trung là thua kém về thực chất. Nhưng xét theo phương diện hưởng thụ thực tế thì là bình đẳng. Đó là do oai thần của A Di Đà Phật gia trì cho nên bình đẳng. Sao phối tiền tắc cẩn đắc hồ sự vị đắc hồ lý giả giả sao so với những điều đã nói trong phần trước thì hạng người giảng sanh này chỉ đắc sự nhất tâm chưa đắc lý nhất tâm đương nhiên chẳng thể nói tới lý nhất tâm người ấy do thời gian ngắn ngủi thời gian gấp rút bèn chuyên đổ công dốc sức nơi sự. Đấy là giới thiệu đơn giản ba bậc giảng sanh trong Đại Kinh. Sao? Cử phẩm giả Quán kinh sở dân thượng chi tam phẩm Hữu sanh bỉ Tức đắc Bắc thiên đà la ni môn giả Hữu kinh nhất tiểu kiếp đắc vô sanh nhẫn giả hữu kinh tam tiểu kiếp đắc bách pháp minh môn trụ hoan hỷ địa giả phối tiền tắc sông đắc sự lý nhất tâm nhi hữu thâm thiển cố thành tam phẩm lệ thượng bối giả sao chính phẩm Quán Kinh nói ba phẩm thượng Có người sanh về cõi đó Bèn đắc trăm ngàn môn đà la ni Có người trải qua một tiểu kiếp Bèn đắc vô sanh pháp nhẫn Có người trải qua ba tiểu kiếp Bèn đắc bách pháp minh môn Trụ hoan hỷ địa Phối ứng với những điều đã nói trong phần trước Thì tuy cùng đắc sự nhất tâm Và lý nhất tâm như nhau nhưng do có sâu hay cạn mà thành ba phẩm cũng giống như trong phần nói về bậc thượng giảng sanh trong kinh vô lượng thọ nói về ba phẩm thượng giảng sanh tức là thượng thượng phẩm thượng trung phẩm thượng hạ phẩm mỗi cõi trong bốn cõi tịnh độ đều có ba bậc chính phẩm trình độ cao thấp chênh lệch chẳng đều Chúng ta phải hiểu rõ, phải nghiêm túc nỗ lực niệm Phật. Nếu chúng ta có mang ý niệm nhất định tranh thủ sao cho đạt được thượng thượng phẩm giảng sanh. Như thế thì có được hay không? Vậy thì quý vị hãy suy nghĩ kỹ càng, cái tâm ấy là tâm gì vậy? Tâm hiếu thắng. Hiếu thắng là phiền não, kiêu căng, ngã mạn, do cái tâm ấy không chỉ là chẳng thể giành được phẩm vị cao chỉ sợ là còn chướng ngại giảng sanh vì lẽ này chư vị nhất định phải hiểu nói là sự hay lý nhất tâm thì bất luận là cạn hay sâu đều là tâm thanh tịnh chỉ là mức độ tinh thần thanh tịnh khác nhau hễ có một niệm ta phải tranh lấy thượng thượng phẩm Có ý niệm ấy là thôi rồi Chỉ sợ sẽ chẳng thể giảng sanh Dẫu giảng sanh Rất có thể sanh vào biên địa Vì sao? Tri kiến bất chánh Trong thế gian có thể tranh giành cùng kẻ khác Chứ đối với Tây Phương cực lạc Ý niệm ấy chớ nên có Vì thế nhất tâm nhất ý thật thà niệm Phật. Như vậy thì tâm quý vị càng thanh tịnh, đến Tây phương Cực Lạc thế giới phẩm vị càng cao. Đó là đạo lý nhất định. Phẩm vị không cao cũng chẳng sao cả. Vì sao? Tới nơi đó, hưởng thụ giống hệt. Trí huệ và đức năng của chính mình chưa thể hiện tiền. Nhưng hưởng thụ so với a di đà Phật có khác nhau chăng? Có gì đáng để tranh giành? Hiểu rõ đạo lý này, tâm quý vị mới có thể thanh tịnh. Nếu không, sẽ nảy sanh hiểu lầm, biến thành trở ngại rất lớn. Hữu kinh nhất tiểu kiếp, đắc vô sanh pháp nhẫn. Hữu kinh tam tiểu kiếp đắc bách pháp minh môn trụ hoan hỷ địa giả có người qua một tiểu kiếp đắc vô sanh pháp nhẫn có người qua ba tiểu kiếp đắc bách pháp minh môn trụ hoan hỷ địa đắc vô sanh pháp nhẫn và đắc bách pháp minh môn cảnh giới tương đồng địa vị như thế nào chính là sơ địa bồ tát tức hoan hỷ địa kinh quán vô lượng thọ phật nói theo biệt giáo chẳng phải là duyên giáo sơ địa của biệt giáo bằng với sơ trụ trong duyên giáo nói cách khác lý nhất tâm bất loạn được nói trong kinh thuộc về tầng cấp này đối với hàng bồ tát thuộc tầng cấp này nếu tu hành trong thế giới sa bà đức phật bảo người ấy phải tu trọn một a tăng kỳ kiếp đến a tăng kỳ kiếp thứ hai mới có thể đạt tới hoàng hỷ địa ba đại a tăng kỳ là nói tương ứng với biệt giáo chẳng phải là duyên giáo trong a tăng kỳ kiếp thứ nhất chứng đắc quả vị tam hiền tức thập trụ thập hạnh và thập hồi hướng gồm ba mươi địa vị trong a tăng kỳ kiếp thứ hai chứng bảy địa vị từ sơ địa cho đến thất địa trong a tăng kỳ kiếp thứ ba chứng ba địa vị tức bát địa cửu địa thập địa tu mãn ba đại a tăng kỳ kiếp sẽ là địa vị nào là pháp dân địa bồ tát chúng ta thường nói là thập địa bồ tát từ thập địa trở lên là đẳng giác đẳng giác là hậu bổ phật vẫn còn phải tiến cao hơn một bậc nữa trong tây phương cực lạc thế giới trong một tiểu kiếp hoặc ba tiểu kiếp bèn đạt tới địa vị ấy trong cõi sa bà này phải tu một a tăng kỳ kiếp tây phương cực lạc thế giới thượng phẩm hạ sanh cũng chẳng quá ba tiểu kiếp. Quý vị thấy thời gian rút ngắn bao nhiêu? Đó là ba phẩm thượng được nói trong quán kinh. Sao? Trung chi tam phẩm, hữu sanh bị quốc, tức đắc A-la-hán à giả, hữu sanh bị bán kiếp, đắc A-la-hán à giả, hữu sanh bị nhất kiếp, a la hán giả sao đối với ba phẩm trung có người sanh về cõi ấy liền đắc a la hán có người sanh về đó nửa kiếp đắc a la hán có người sanh về đó một kiếp mới đắc a la hán đối với kiếp nếu chẳng nói tách bạch là tiểu kiếp thông thường đều là tính bằng đại kiếp người thuộc ba phẩm trung quá nữa là người trì giới tu thiện người trì giới rất cố chấp do vậy chẳng thể sánh bằng thượng phẩm thượng phẩm là đại tâm phàm phu nói theo cách hiện thời đại tâm phàm phu là phóng khoáng tự do tiểu thừa phàm phu bảo thủ rất cố chấp vì thế họ giảng sanh tây phương cực lạc thế giới tinh kết chẳng cởi gỡ được tập khí rất nặng sanh về bên ấy bèn ở trong cõi phương tiện hữu dư rất chấp trước trung phẩm thượng sanh sanh về cõi ấy liền đắc a la hán trung phẩm trung sanh tới đó nửa kiếp bèn chứng a la hán trung phẩm hạ sanh tới đó một kiếp bèn chứng a la hán Chứng A-La-Hán là đã đoạn kiến tư phiền não Nhưng chẳng phá vô minh, chẳng kiến tánh Sao? Phối tiền, tắt sự doanh lý khiếm Diệt dĩ thâm thiện, cố thành tam phẩm Lệ trung bối giả Sao? Phối ứng với phần trên Thì ba phẩm trung sự nhất tâm trọn đủ Lý nhất tâm thiếu khuyết cũng do sâu hay cạn mà thành ba phẩm, giống như bậc trung nói trong kinh vô lượng thọ. Trung phẩm thượng sanh là người đắc sự nhất tâm bất loạn ở mức độ sâu. Đến cõi ấy bèn chứng quả A La Hán, xác thực là tiết kiệm thời gian rất nhiều. Sao hạ chi tam phẩm hữu giảng sanh bỉ quốc kinh thập tiểu kiếp đắc nhập sơ địa giả sao ba phẩm hạ có người giảng sanh cõi ấy trải qua mười tiểu kiếp được nhập sơ địa có lẽ chúng ta xem tới chỗ này cũng sẽ nảy sanh nghi vấn hạ phẩm thượng sanh qua mười tiểu kiếp Bèn giữ vào ngôi sơ địa trong biệt giáo Tức sơ trụ trong duyên giáo Hoa nở, thấy Phật Trung phẩm hạ sanh phải mất một đại kiếp Thời gian mười tiểu kiếp ngắn hơn một đại kiếp Vì sao hạ phẩm giảng sanh Tây phương cực lạc thế giới lại ngược ngạo Có thành tựu nhanh chóng hơn trung phẩm Sách diễn nghĩa chú giải vấn hà trung tam phẩm sanh giai thị tiểu thánh hạ tam phẩm sanh Nãi dân đắc nhập sơ địa phát vô thượng đạo tâm phát bồ đề tâm giả khởi trung phẩm Nãi giai liệt khí hạ phẩm phản giai đại căn gia hỏi cớ sao ba phẩm trung giảng sanh đều là tiểu thánh Thế mà ba phẩm hạ giảng sanh bèn nói là nhập sơ địa. Pháp vô thượng đạo tâm chính là Pháp bồ đề tâm. Há chẳng phải là trung phẩm thuộc hạng căng khí kém cỏi đâm ra hạ phẩm đều là bậc đại căn ư. Nghi vấn ở chỗ này. Vì sao hạ phẩm giảng sanh có thành tựu vượt trỗi trung phẩm? Phần chú giải trả lời rất hay. Chư vị hãy tự xem Sách diễn nghĩa nói đến thừa giới Thừa là nói tới kiến giải Giới là nói tới tu trì Người tiểu thừa coi trọng tu trì Trì giới rất nghiêm Đối với việc suy xét lý luận hoàn toàn chẳng bận lòng Thường là coi nhẹ chuyện này Vì thế họ có thành kiến rất sâu về căn bản, họ chẳng xem kinh điển Đại Thừa. Chê Đại Thừa chẳng phải do Đức Phật nói. Người Tiểu Thừa chẳng thừa nhận trong các thế giới phương khác có Phật tồn tại. Họ thừa nhận trong vũ trụ chỉ có mình Thích Ca mâu Ni Phật. Trừ Thích Ca mâu Ni Phật ra, trọn chẳng có vị Phật thứ hai. Đó là Thừa Hoảng, lơi lỏng giáo Pháp tức là đối với việc nghiên cứu giáo lý tìm tòi chân lý họ chẳng chú trọng cho mấy mà chú trọng nơi giới và định giới định huệ của tiểu thừa chẳng giống với giới định huệ của đại thừa tâm lượng họ nhỏ hẹp thành kiến rất sâu cho nên đến tay phương cực lạc thế giới tu hành thành tựu chẳng nhanh chóng như ba bậc hạ ba bậc hạ tuy tạo tội nghiệp nhưng tâm lượng lớn hơn họ, chẳng chấp trước giống như họ. Vì thế đến bên ấy, tiến bộ lại đâm ra vượt trỗi tiểu thừa. Hiểu chân tướng sự thật này, không chỉ là chẳng hoài nghi, mà cũng biết chính mình phải nên tu học như thế nào. Sao? Tế phân giả, như tiền giai phẩm trung, phân chi hữu phân, tắc bách thiên dạng ức, vô tận bối phẩm Giai dĩ sự lý sở đắc thâm thiện Nhi di thứ đệ giả Sao? Phân chia nhỏ ra thì như đối với các tầng cấp Phẩm vị đã nói trên đây Nếu lại chia nhỏ ra sẽ là trăm ngàn dạng ức vô tận cấp bậc Phẩm vị đều là dựa trên sự chứng đắc sự nhất tâm hay lý nhất tâm sâu hay cạn mà phân định thứ tự thực sự chia tỉ mỉ thì trình độ của mỗi người đều khác nhau há có bình đẳng chia đại lược giống như hiện thời chúng ta học hành chia thành tiểu học trung học đại học giống như ba loại ấy lại chia nhỏ thì mỗi một lớp trong bậc tiểu học từ lớp 1 đến lớp 6, đó là chia cặn kẽ. Lại chia cặn kẽ hơn nữa. Thi cử trong mỗi lớp, từ đứa học trò đứng hạng nhất đến đứa đội sổ đều khác nhau. Tình hình trong thế giới Tây Phương cũng là như vậy. Chia cặn kẽ nhất thì mỗi cá nhân đều khác nhau. Vì thế, Đức Phật giảng kinh, thuyết pháp luôn dùng cách quy nạp, dùng cách phân chia đại lược để tiện giải nói Sớ Như quán kinh dĩ thượng phẩm Thượng sanh di đắc vô sanh nhẫn Thiên thai phán thuộc sơ địa Nhi hoa nghiêm Minh vô sanh nhẫn Tự hữu thiển thâm Tắc thượng thượng phẩm trung Tính hữu đa phẩm Huống phục dư phẩm sớ như quán kinh nói thượng phẩm thượng sanh đã đắc vô sanh nhẫn ngài thiên thai phán định địa vị ấy thuộc về sơ địa nhưng kinh hoa nghiêm nói rõ vô sanh nhẫn có mức độ sâu hay cạn khác nhau như vậy thì trong thượng thượng phẩm chắc chắn là bao gồm nhiều phẩm huống hồ là các phẩm khác từ kinh điển chúng ta đã tìm ra một chứng cứ có sức thuyết phục mạnh mẽ, chứng tỏ phẩm vị trong Tây Phương Cực Lạc thế giới, nếu chia cặn kẻ sẽ quá ư là nhiều, xác thực là có nói cũng chẳng trọn hết. Cho nên chỉ dùng Đại Kinh để nói tổng quát. Ngài Thiên Thai căn cứ trên kinh Pháp Hoa để phán định. Hiền thủ Đại sư phán định dựa trên kinh Hoa Nghiêm. Hai cách phán định của hai ngài cũng rất hiển nhiên là có thứ lớp cạn hay sâu khác biệt. Sao? Thiển thâm giả, bát địa tịnh nhẫn, phần trung sớ dân. Vô sanh nhẫn, lược hữu nhị chủng, nhất ước pháp, nhị ước hạnh. Sao? Kinh Hoa Nghiêm nói, vô sanh nhẫn có mức độ cạn hay sâu trong phần sớ giải về tịnh nhẫn của bác địa đã nói vô sanh nhẫn đại lược lại có hai loại một là xét theo pháp hai là xét theo hạnh pháp là tiêu chuẩn nói theo kinh điển hạnh là tiêu chuẩn nói theo sự thành tựu trong tu hành sao ước pháp tắc chư vô khởi tác chi lý giai diết vô sanh huệ tâm an thử cố danh chi nhẫn sao xét theo pháp thì hễ chẳng có các lý để phát khởi tạo tác đều gọi là vô sanh huệ tâm an trụ nơi ấy nên gọi là nhẫn vô sanh sanh là sanh diệt vô sanh là nói bất sanh bất diệt trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật dạy chúng ta Pháp trụ Pháp dị, thế gian tướng thường trụ. Pháp trụ nơi Pháp dị, tướng thế gian thường trụ. Thường trụ là chẳng có sanh diệt. Nay chúng ta quan sát thấy dạng Pháp vô thường, nhưng trong Kinh Pháp Hoa, ý nghĩa này được Đức Phật nói là dạng Pháp đều là thường, bất sanh, bất diệt chúng ta có cách nhìn hoàn toàn khác Đức Phật. Rốt cuộc, cách nhìn của chúng ta có chính xác hay không? Hay là cách nhìn của Đức Phật là chính xác? Đức Phật dạy chúng ta, Ngài trông thấy chân tướng, chúng ta thấy huyễn tướng. Cũng có nghĩa là chúng ta trông thấy vọng tướng, giả tướng. Trong giả tướng có sanh, có diệt. Đức Phật thấy thật tướng, tướng chân thật Tướng chân thật bất sanh bất diệt Vì sao? Pháp trụ pháp dị Chúng tôi nói theo tỷ dụ Phàm là tỷ dụ đều chẳng có cách nào so sánh thật khích khao Chỉ có thể sánh dí phản phất Nhưng từ sự phản phất ấy Quý vị chú tâm lãnh hội Sẽ có thể nắm được ý nghĩa ấy ví như chúng ta dùng gạch xây nhà coi gạch như là pháp thì pháp trụ pháp dị nghĩa là nó là một viên gạch đặt trên mặt đất nó là một viên gạch nhưng lắp vào tường nó vẫn là một viên gạch trọn chẳng thể biến thành gì khác trong tương lai dỡ bỏ phá sập nhà đi nó vẫn là một viên gạch trong viên gạch ấy có sanh diệt hay chăng chẳng có từ đầu đến cuối là một viên gạch bất luận quý vị đặt nó ở đâu nó vẫn là một viên gạch quý vị hãy nhìn cặn kẽ từ chỗ này để lãnh hội hết thảy các pháp có bổn vị của chính mình bổn vị ấy trước nay chẳng biến đổi do vậy đối với căn nhà chúng ta thấy căn nhà có xanh có diệt dở căn nhà đi phá sập nó nhà bị tiêu diệt viên gạch ấy chẳng có sanh diệt tất cả vật liệu để xây nhà cũng đều chẳng có sanh diệt đấy là pháp trụ pháp dị cùng một đạo lý giống y hệt các nhà khoa học đã phát hiện đã hiểu rõ vì thế nói là vật chất chẳng sanh diệt hết sức gần với ý nghĩa được nói trong kinh pháp hoa Nhất là Kinh Kim Cang đã nói chân tướng của hết thảy dạng vật trong vũ trụ và thế giới này chính là gì? Là nhất hợp tướng. Hợp là tổ hợp. Nhất, Pháp được nói trong Kinh Pháp Hoa chính là nói tới cái nhất ấy. Cái nhất ấy từ đầu đến cuối chẳng biến đổi. Nhất là gì? Các nhà khoa học hiện thời đã phát hiện vật chất cơ bản. Hiện thời người ta hiểu từ vật chất cơ bản mà kết hợp thành điện tử điện tử lại kết hợp thành nguyên tử nguyên tử lại kết hợp thành phân tử công thức cấu tạo khác nhau cách thức xếp đặt hình thức khác nhau nhưng từ phân tử mà kết hợp thành động vật thực vật khoáng vật đều là những thứ ấy tất cả hết thảy các cách kết hợp biến hóa trong ấy giống như một căn nhà chúng ta xây cất bèn thành căn nhà phá dở thì nó chẳng còn nhưng những thứ vật chất trong ấy về căn bản là chẳng biến đổi vì thế hết thảy các pháp là nhất hợp tướng do cùng một loại vật chất được kết hợp khác nhau mà hiện ra những hiện tướng ấy quý vị đã hiểu rõ đạo lý này mới biết trong kinh đức phật đã dạy chân tướng sự thật vì thế nói là hết thảy các pháp bất sanh bất diệt loài người chúng ta có sanh tử hay không chẳng có sanh là duyên tụ hội duyên gì vậy chính là các phần tử và điện tử kết hợp tụ tập kết hợp lại giống như căn nhà này chúng ta đã xây xong nó hiện ra tướng nhà chẳng thích căn nhà ấy phá đi nhà chẳng còn nữa chúng ta nhìn theo tướng thì có sanh diệt thực chất là chẳng có sanh diệt Quý vị hãy thấu hiểu ý nghĩa này Vật chất chẳng có sanh diệt Tinh thần càng chẳng có sanh diệt Quý vị thấy rõ sự thật này Hết thảy các pháp bất sanh Hết thảy các pháp bất diệt Ta đồng ý Đức Phật nói chẳng sai Ta khẳng định Ta có thể tiếp nhận Đấy gọi là nhẫn Nhẫn là thừa nhận Ta thừa nhận điều Đức Phật dạy nếu quý vị có thể thừa nhận Chúc mừng quý vị Quý vị đã đắc vô sanh pháp nhẫn Hết thảy chúng sanh đều nghĩ Dạng pháp vô thường Dạng pháp vô thường Là Đức Phật đã tùy thuận chúng sanh mà nói Thật ra Hết thảy dạng pháp bất sanh bất diệt Đức Phật đích thân thấy điều ấy Điều ấy chẳng phải là tùy thuận chúng sanh Vì thế Đức Phật thuyết pháp bèn nương vào nhị đế để nói một Nương vào tục đế nhằm tùy thuận chúng sanh Nói ra quý vị sẽ dễ hiểu, quý vị sẽ gật đầu 2. Nương vào chân đế Chân đế do chính Đức Phật đích thân chứng đắc Chẳng dễ khiến cho quý vị gật đầu cho lắm Nói ra quý vị chẳng tin tưởng Nhưng đó là thật, chẳng giả đạt đến vô sanh pháp nhẫn thuộc vào các địa cao là thất địa bát địa cửu địa như kinh nhân dương đã nói họ đã thấy sự thật này đức phật nói họ sẽ chẳng phản đối mà hoàn toàn thừa nhận nếu chúng ta hạ thấp tiêu chuẩn một chút vậy thì cũng thuộc vào địa vị sơ trụ bồ tát ngài cũng đã thấy đương nhiên là ngài thấy chẳng rõ ràng minh bạch như hàng địa thượng bồ tát nhưng ngài cũng thấy vì vậy nghe đức phật nói ngài cũng chẳng phản đối cũng có thể tiếp nhận chư pháp vô khởi tác chi lý chẳng có lý để phát khởi tạo tác nhưng phải biết là có sự phát khởi tạo tác chẳng có lý phát khởi tạo tác giai giết vô sanh đều gọi là vô sanh dạng pháp bất sanh bất diệt huệ tâm an thử huệ tâm an trụ nơi đây thử là cách nói này đạo lý này sự thật này quý vị có trí huệ khi đức phật nói Quý vị có thể an trụ trong cơ sở lý luận ấy Có thể khẳng định, có thể đồng ý, bèn gọi là nhẫn Đấy là nói theo Pháp Xét theo Pháp, chúng ta cũng đắc vô sanh Pháp nhẫn Vô sanh Pháp nhẫn mà chúng ta đã đắc Nói theo lục tức của Tông Thiên Thai Sẽ là danh tự tức Thực sự dụng công quan sát nơi ấy Thì là quán hạnh tức vẫn chưa đạt đến tương tự tức. Vì thế, hiện thời, nói hết mất, thì chúng ta thuộc địa vị quán hành tức, đang còn tu học. Nói theo lý thì thông suốt, nhưng xét theo sự thì hãy còn chênh lệch rất lớn, chúng ta còn chưa kiến đạo. Sao? Ước hành, tắc báo hành thuần thục, trí minh ư lý, vô tướng Vô công, khoáng nhược, hư không Trạm như đình hải Tâm thức, giọng hoặc tịnh nhiên bất khởi Phương giết, vô sanh Sao? Xét theo hạnh thì báo hành thuần thục Trí ngầm hợp lý Chẳng có hình tướng, chẳng có công năng Thênh thang như hư không Êm ả như biển lặng Giọng trong tâm thức lặng yên chẳng dấy lên thì mới gọi là vô sanh. Trong hai đoạn này, điều rất hiển nhiên là phần trước thuộc về giải ngộ, phần sau là chứng ngộ. Chúng ta cũng có thể hiểu, cái hiểu ấy có thể coi là giải ngộ hay không? Chẳng thể. Vì sao chẳng thể coi là giải ngộ? Giải của chúng ta là dường như hiểu, chứ chẳng hiểu Quan niệm ấy lúc có, lúc không. Nếu thật sự đã hiểu rõ, lý giải, quý vị sẽ có cách nhìn khác hẳn đối với nhân sinh và vũ trụ. Hoàn toàn chẳng tương đồng, biết hết thảy các pháp chẳng có sanh diệt. Nói cách khác, trong hết thảy các pháp, quyết định chẳng có được hay mất, chẳng có được mất, quý vị sẽ chẳng có phiền não. Này quý vị còn lo được, lo mất, còn có tham, sân si mạng cho nên nói đến chuyện này quý vị thực sự chẳng hiểu thực sự đã hiểu nó sẽ khởi tác dụng vì thế tôi vừa mới nói chúng ta ngừng nơi danh tự trung đạo hữu danh vô thực chẳng đạt đến quán hạnh đạo đã là quán hạnh thì quan niệm của chúng ta bèn khởi biến hóa chẳng có sanh diệt chẳng có được mất sẽ hữu ích rất lớn đối với công phu niệm Phật, hồng đắc nhất tâm bất loạn. Vì sao chúng ta niệm Phật chẳng thể đắc nhất tâm? Chẳng biết chân tướng sự thật này. Cứ ngỡ hết thảy các pháp phát sanh, có diệt. Ngỡ ta có thể đạt được hết thảy các pháp. Vì thế, ở trong hết thảy các pháp, bèn giấy lên vô minh, giấy lên tham, sân, si, mạng, chướng ngại cái tâm thanh tịnh. Nhất tâm bất loạn là tâm thanh tịnh Do vậy, bất luận niệm Phật như thế nào Tâm chẳng đạt được thanh tịnh Chẳng thể hiện tiền Đạo lý ở ngay chỗ này Do vậy có thể biết Sau khi đã hiểu rõ lý luận Nhất định là công phu phải tương ứng với lý luận Ở đây nói là báo hành thuần thuộc Đối với báo hành Báo là quả báo Chẳng nói tu hành mà nói là báo hành Ý nghĩa này rất sâu Tu hành là chúng ta hữu tâm thực hiện Còn báo hành là đạt được quả báo Nhưng chẳng có tâm thực hiện Tôi vừa mới nói với mọi người Thể có tâm cầu nhất tâm bất loạn Hoặc cầu thượng phẩm thượng sanh Hỏng bét Vô tâm, nghiêm túc nỗ lực tu nỗ lực niệm chẳng có tâm mong cầu đó gọi là chỉ dấn canh dân bất dấn thâu hoạch chỉ quan tâm cày bừa chẳng màng tới thâu hoạch sẽ có đôi chút tương ứng cùng báo hành ở đây nói thuần thục chẳng phải nói là tiểu thục chính mùi đôi chút đã thuần thục kiến tánh bèn được coi là thuần thục chẳng kiến tánh sẽ không coi là thuần thục công phu của a la hán không tính là thuần thục ắt phải là sơ địa trong biệt giáo hay sơ trụ trong duyên giáo thì mới có thể nói là đã thuần thục khi ấy trí minh ưu lý trí ngầm hợp lý lý là chân lý là sự thật trí huệ tư tưởng và kiến giải của người ấy hoàn toàn tương ứng với chân tướng sự thật vô tướng vô công công có hữu dụng hay không hữu dụng vì sao nó là vô công chẳng chấp tướng giống như chúng ta niệm phật thường nói niệm mà vô niệm vô niệm mà niệm đã đạt tới cảnh giới ấy ngàn muôn phần chớ nên hiểu lầm nghe nói vô niệm là niệm vậy thì ta suốt ngày từ sáng đến tối chẳng niệm cứ nghĩ ta chẳng niệm chính là niệm thế là quý vị đã làm mất rồi Sai lầm đặc biệt to tát. Người vô niệm là suốt ngày từ sáng đến tối, Phật hiệu chẳng hề gián đoạn. Cớ sao nó là vô niệm? Giống như kinh Bát Nhã đã nói, tam luân thể không. Người ấy chẳng chấp ngã tướng, chẳng chấp Phật tướng, mà cũng chẳng chấp tướng danh tự nơi Phật hiệu được niệm. Đó gọi là tam luân thể không. Thế nhưng phật hiệu chưa hề gián đoạn chẳng như chúng ta trong hiện thời niệm mà khó niệm hôm nay ta niệm mấy ngàn câu mấy dạng câu bèn nhớ rành rành nhưng niệm phật thực sự phải là từ hữu niệm đạt tới vô niệm công phu mới là thực tiễn vừa bắt đầu bèn học đòi vô niệm sẽ vướng phải phiền phức rất lớn thường là sẽ bị thất bại do vậy người mới niệm Phật nhất định phải là niệm từ hữu niệm, niệm cho đến khi công phu thành thục. Nói là thành thục, nghĩa là trong tâm quý vị thật sự có Phật, tâm thật sự có. Cho đến khi ấy, tính số hay không chẳng quan trọng. Trong tâm thật sự có là cảnh giới gì vậy? Thông thường, trong tâm hết sức ưa thích chuyện gì, hết sức ưa chuộng ai, tuyệt đối sẽ chẳng quên mất bất luận khi nào ngay cả đêm nằm mộng cũng mộng thấy trong tâm phải thật sự có có thể đem điều ấy đổi thành a di đà phật vậy là được rồi a di đà phật thực sự biến thành một niệm duy nhất trong tâm chúng ta bèn thành công quyết định được giảng sanh bất luận khi nào bất luận trong hoàn cảnh nào niệm nào cũng đều chẳng quên điều ấy đó chính là trong tâm quý vị thật sự có Đó gọi là Vô tướng, vô công Khoáng nhược, hư không Trạm như đình hải Thênh thang như hư không Êm ả như biển lặng Hai câu này là tỷ dụ Sánh dí tâm địa thanh tịnh Chẳng nhiễm mấy trần Tâm thức giọng hoặc là giọng tưởng chấp trước giọng là giọng tưởng hoặc bao gồm vô minh và phiền não. Chúng đều chẳng có, đó là thực sự đắc vô sanh. Tâm thanh tịnh, tâm tịnh tắc quốc độ tịnh. Tâm thanh tịnh ắt cõi nước thanh tịnh. Tâm tịnh ắt dạng pháp đều tịnh. Quý vị thực sự chứng đắc điều Đức Phật đã nói trong kinh. Hết thảy các pháp bất sanh bất diệt. Hôm nay chúng tôi nói tới đây. Nam Mô A Di Đà Phật Nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi Nguyện khắp Pháp giới các chúng sanh Đồng sanh cực lạc thành Phật Đạo Chúng Phật tử Đạo Tràng tịnh độ Nam Mô A Di Đà Phật